Đây, em xin chào tất cả cô chú quý anh chị nhé. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Đắc Cam, huyện Hồ Thị Con Tum. Em gửi tới tất cả cô chú quý anh chị một lô cà phê cao su với tổng diện tích là 4,5 ha. Thì lô cao su này, lô cà phê cao su này thì cực kỳ thuận tiện, cực kỳ thuận lợi luôn. Đây, cách đường nhựa thì làm cỡ khoảng 500m. Đây cà này. Đây khu vực nhà lán này. Đây, cà phê đây. Và một hết cao su là nằm tới đây. Cao su to đều, cà phê thì rất đẹp này. Hiện tại là gia chủ đang chăm sóc kinh doanh là 2.400 cây cà phê như thế này. Đấy, đều đẹp nhá. Đây diện tích ao hồ. 3 hồ nhá. Đấy. Trên đó thì trên đường thì gia chủ đổ bê tông lối đi hết rồi. Có 20 cây sầu riêng lớn như thế này, trái rất nhiều. Đây. Cả cực kỳ đẹp luôn. Đây, 20 cây sầu riêng sầu Thái. Đây, khu vực nhà lán này. Cà đẹp lắm anh ạ. Đây, khu vực nhà lán này. Cà đậu rất nhiều trái luôn. Thì khu vực đây là vị trí đất của mình là từ đây này vàng xuống đây. Đấy, để ôm theo tà ly này. Vàng vào trong. Vàng vào trong này. Đấy, là lên cao su. Đấy, ranh giới thì rõ ràng. Đấy, trái đậu hết. Lô cực kỳ đẹp luôn.